Chào mọi người. Có chiếc điện thu lỗ. Ngày nay hiện tại rất đẹp á. Ô cắm này. Dài 30 mét á. Này dính hồ đó, người ta làm hồ dính hồ. Hồ lỗ nó đấy. Có chống dịch á. Kể đây con Nguyễn Vẹn này đó. Này nhìn bật đó. Nhìn bật đó. Nhìn em bạc triệu 1 á.